Ông cháu cắt tóc của gì ông cháu? Cho cháu quả đi chúc Tết, cho cháu cắt quả tóc đi chúc Tết của bố mẹ. Đi càng cô gì chúc bác thì gì càng nhiều càng tốt. À bây giờ là ông cháu thích cắt quả đầu đúng không? Vâng. Đi chúc Tết cả bố mẹ đúng không? Mà được cô gì chú bác mừng tuổi càng nhiều tiền càng tốt đúng không? Vâng. Cái thằng này chưa lên Tết đã khoái tiền mừng tuổi rồi, mày giống chú ngày xưa đấy nhỉ, vào việc luôn nhá. Vâng. Dạy đi ông cháu hay xong đấy. Quả đầu của cháu đi chúc Tết được nhiều tiền đâu chú nhỉ? Đấy, quả đầu đi chúc Tết được nhiều tiền đấy, quay ngang sang được không? Ồ, trắng quá, nhìn quá chú ạ. Nhìn ngay quá. Bắt đền, cháu bắt đền. Đùa, cái thằng này mày cắt thế này nhìn trông đi chúc Tết được rồi, mày lại bảo là trắng quá, tôi thông cảm chú nhá. Ôi, bắt đền cháu bắt đền 500.000. Ờ, cái thằng này mày cắt nên đâu này sợ không được mừng tuổi nhiều tiền à? Nó nghịch quá chú ạ. Thôi mày bắt đền mày nói như thế thôi, chú cả ngày hôm nay chú làm có mỗi 100.000 thì thôi, mày cầm tạm được không? Được. Thôi cầm tạm 100 nhá. Vâng. Cắt đầu đi chúc Tết đẹp như thế này còn bắt đền người ta đây quay này. Hơi trắng một tí thôi có sao đâu mà, tôi đi về đi. Lần sau cắt thì giơ ảnh ra nhá. Vâng. Bảo cắt mừng tuổi người ta cắt đẹp như thế thì bắt đền, thôi về đi.